Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng vừa tiếp nhận và cấp cứu 5 ca ngộ độc do ăn cá nóc mít, trong đó thì có 3 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch phải thở bằng máy. Mặc dù đã có rất nhiều trường hợp gặp nạn khi ăn cá nóc, song nhiều người vẫn mạo hiểm sử dụng loài cá này. Vụ ngộ độc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày hôm qua, sau khi ông Trần Văn Ái ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đánh bắt được 2 kg cá nóc mít. Ông đem nấu canh chua và rủ hàng xóm ăn. Hơn 2 tiếng sau, 5 người ăn cá có triệu chứng tê lưỡi, tay chân bùn rùn và nôn ói, được gia đình đưa đi cứu. Tuy nhiên, do các ca ngộ độc này ngày càng nặng, nên trong chiều tối qua đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Lên đài rồi mà ông không nghe, không sợ. Hai ông kia sợ không ăn. 7 người mà ăn, 5 người chuyển lên đây hết trơn rồi đó. Rồi 2 người còn ở dưới, không ăn á, không sao. Khả năng gây độc của cá nóc là gây liệt các cơ hấp và rối loạn nhịp tim. Thì có thể bệnh nhân lúc đầu thấy tỉnh thở bình thường, nhưng sau đó bệnh nhân sẽ ngưng thở đột ngột và thậm chí là ngưng tim đột ngột luôn. Thì trước đây đã có từng tiếp nhận những trường hợp như thế này, không nhiều lắm. Nhưng mà ngộ độc mê sâu như thế này là trường hợp lần đầu tiên. Tại trước đây một số trường hợp chỉ ăn ít và cái cảm giác tê người ta đã vào viện rồi. Mặc dù đã được chữa trị tích cực, nhưng đến thời điểm sáng nay, 3 người vẫn còn hôn mê sâu, tình hình rất nguy kịch, phải thở bằng máy. 2 người còn lại sức khỏe đã ổn định và được chuyển sang phòng hồi sức. Tình trạng ngộ độc cá nóc đã được thông tin, nhưng thời gian vừa qua, nhiều người dân tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn chủ quan đánh bắt và ăn loại cá này. Hậu quả là nhiều người sau khi ăn sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có trường hợp đã tử vong.